Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hàng ngày được phát sóng trên kênh cập nhật thời tiết của chúng tôi. Bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay sang ngày mai mùng 5 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Mở đầu của bản tin là diễn biến của cơn bão Haikui. Bão Haikui đã đổ bộ vào Đài Loan của Trung Quốc trong đêm mùng 3 tháng 9 và tiếp tục đổ bộ lần thứ hai vào hòn đảo này sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 9. Theo tin bão mới nhất của AFP ngày mùng 4 tháng 9 cho hay, bão Haikui ban đầu dường như rời khỏi đảo Đài Loan nhưng sau đó đổ bộ lần thứ hai vào Cao Hùng trong sáng ngày hôm nay mùng 4 tháng 9. Một nhà dự báo của cơ quan thời tiết Đài Loan CWB cho biết, Haikui ban đầu quét qua hòn đảo và đi ra biển nhưng lại bất ngờ đổ bộ lần thứ hai vào Cao Hùng lúc 4 giờ sáng ngày hôm nay. Haikui là cơn bão đầu tiên trực tiếp đổ bộ vào Đài Loan trong vòng 4 năm nay, đã buộc hơn 7.000 người trên đảo phải sơ tán, hàng trăm chuyến bay bị hủy và các doanh nghiệp phải đóng cửa. Hơn 217.000 hộ gia đình bị mất điện tạm thời trong ngày và đến sáng nay mùng 4 tháng 9, 58.000 ngôi nhà vẫn không có điện, trong khi trường học và cơ sở kinh doanh vẫn đóng cửa ở 14 thành phố do mưa lớn. Theo giới chức Đài Loan thì gần 80 người bị thương trong bão, mặc dù là vết thương nhỏ không nghiêm trọng. Theo cơ quan thời tiết Philippines Pagasa cho biết, bão Haikui tên địa phương là Hana đã rời vùng biển Philippines vào sáng ngày mùng 4 tháng 9, nhưng cơn bão này tiếp tục tăng cường gió mùa Tây Nam cho Philippines. Trong bản tin bão mới nhất lúc 11 giờ sáng mùng 4 tháng 9, Pagasa cho hay gió mùa Tây Nam được tăng cường sẽ gây mưa cho khu vực phía tây đảo Luzon trong vòng 3 ngày tới. Cơn bão này dự kiến sẽ đổ bộ vào bờ biển Quảng Đông hoặc là Phúc Kiến của Trung Quốc trong sáng hoặc là chiều mùng 5 tháng 9 dưới dạng bão nhiệt đới và nghiêm trọng. Bão Haikui này là cơn bão thứ 11 trong năm nay ở Trung Quốc, dự kiến gây gió giật mạnh và mưa lớn đến phía nam và phía đông của Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, lúc 9 giờ sáng nay mùng 4 tháng 9, bão Haikui ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc, 119,6 độ Kinh Đông, dự kiến bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Dự báo bão của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định, bão Haikui sẽ đổ bộ trong khu vực ven biển trải dài từ huyện Trương Phú, tỉnh Phúc Kiến đến huyện Huệ Lai của tỉnh Quảng Đông trong sáng ngày 5 tháng 9. Và cường độ của cơn bão này có khả năng sẽ tiếp tục giảm. Ngoài ra, theo tin bão mới nhất, bão Kirogi là cơn bão thứ 3 nối tiếp sau bão Haikui và bão Sala ở Tây Thái Bình Dương trong tuần qua. Mọi diễn biến tiếp theo của hai cơn bão này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị và các bạn ở những bản tin tới. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là tin dự báo mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông diện rộng và mưa lớn cục bộ, lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận. Trong ngày hôm nay mùng 4 tháng 9, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, lượng mưa tính từ 7 giờ sáng đến 2 giờ chiều nay có nơi trên 40 mm, như Đắc Dục Kon Tum 58,4 mm, Đắc Cờ Rông Gia Lai 54 mm, Phú Tân Cà Mau 72,6 mm, Phú Mỹ Kiên Giang 44 mm. Dự báo, trong chiều tối và đêm nay, mùng 4 tháng 9 ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, với lượng mưa từ 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Cũng trong chiều tối và tối ngày hôm nay mùng 4 tháng 9, với khu vực Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm. Cảnh báo mưa rông và mưa lớn cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6 tháng 9. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp đến các bản tin là một số thông tin thời tiết trên biển. Hiện nay ở trạm đảo Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Ở Phú Quốc có gió mạnh cấp 5, giật cấp 7. Huyền Trân có gió mạnh cấp 5, giật cấp 8. Dự báo diễn biến trong vòng 24 giờ tới. Trong đêm nay và sang đến ngày 5 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Tây Nam cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Cũng trong đêm nay mùng 4 tháng 9 và ngày mùng 5 tháng 9, vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa và vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Ngoài ra trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực phía đông của Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Cảnh báo trong đêm mùng 5 tháng 9 và ngày mùng 6 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Trong đêm mùng 5 tháng 9, với các vùng biển phía nam khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía bắc của khu vực Nam Biển Đông,
bao gồm vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, ngày có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Độ cao sóng trên các vùng biển này dao động trong khoảng từ 2 đến 3 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông là cấp 3. Cảnh báo toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu gió giật mạnh và sóng lớn. Sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng miền trên cả nước cho đêm nay sang ngày mai mùng 5 tháng 9 và cho 10 ngày tới. Đối với khu vực Lào Cai và Yên Bái, trong sáng và trưa nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại về đêm và sáng ngày mai, tuy nhiên mưa giảm về diện cũng như là về lượng. Trong ngày mai, khu vực này trời nhiều mây, có những khoảng nắng đan xen về trưa và chiều, có nơi trời nắng. Mưa có khả năng sẽ tiếp tục lặp lại về đêm và sáng sớm ngày mùng 6 và ngày mùng 7, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Những ngày sau đó trời chuyển tạnh ráo và ít mưa. Mưa chỉ xuất hiện dưới diện rải rác về chiều tối ở một vài nơi. Tuy nhiên từ chiều tối ngày 11 khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào một đợt mưa mới. Cục bộ có mưa vừa và mưa to, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Mưa sẽ thường diễn ra về đêm và sáng. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Về đêm từ 24 đến 28 độ, duy trì đến ngày mùng 9. Từ ngày mùng 10 thì nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 cho đến 2 độ. Đối với khu vực Sơn La, trong sáng và trưa ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng mưa này sẽ còn duy trì và lặp lại về đầu giờ chiều ngày mai mùng 5 tháng 9. Những ngày sau đó trời chủ yếu tạnh ráo không mưa, ban ngày có những khoảng nắng đan xen, có nơi trời nắng. Tuy nhiên từ đêm ngày mùng 9 khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Mưa sẽ thường tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, về đêm từ 21 đến 24 độ. Duy trì đến ngày mùng 10, từ ngày 11 trở đi thì nhiệt độ ban ngày có xuống giảm tiếp từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực Điện Biên và Lai Châu, tình trạng tạnh ráo không mưa, ban ngày trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng đan xen sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong ngày mai và sẽ còn duy trì tình trạng này về ban ngày trong ngày mùng 6. Về đêm và sáng khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong nhiều ngày tới. Khả năng từ ngày mùng 10 mưa tiếp tục gia tăng ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, về đêm từ 22 đến 25 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Chuyển đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, đối với khu vực Hà Nội và các vùng lân cận. Trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong sáng ngày mai và duy trì nhiều ngày sau đó. Sang đến ngày mùng 7, nắng có khả năng sẽ quay trở lại với khu vực này, có nơi trời nắng nóng. Từ ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Mưa sẽ thường tập trung về đêm và sáng, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày mùng 10. Từ ngày 11, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ. Đối với các khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và Bắc Cạn, tình trạng tạnh ráo không mưa, ban ngày trời nắng sẽ là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này trong nhiều ngày tới. Về đêm và sáng, khu vực này có mưa rào và dông rải rác một vài nơi. Từ ngày mùng 9, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới. Mưa sẽ thường tập trung về đêm và sáng, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 33 độ, về đêm từ 24 đến 30 độ, duy trì đến hết ngày mùng 9. Từ ngày mùng 10, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 4 đến 6 độ. Đối với các khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì đến hết ngày mùng 5 và sáng ngày mùng 6. Từ ngày mùng 7, mưa giảm và nắng có khả năng sẽ quay trở lại với khu vực này. Mưa chỉ xuất hiện về chiều tối dưới diện rải rác một vài nơi. Từ đêm ngày mùng 9 và sáng ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Về đêm từ 25 đến 28 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa thì nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ.
Đối với khu vực Thái Nguyên, tình trạng tạnh giáo ít mưa ban ngày trời nắng có nơi nắng nóng sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong nhiều ngày tới. Tuy nhiên, từ ngày mùng 9 khả năng khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Đợt mưa này sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó, mưa tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32 đến 34 độ, về đêm từ 26 đến 29 độ duy trì đến hết ngày mùng 8. Từ ngày mùng 9 trở đi thì nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 cho đến 3 độ. Đối với khu vực Lạng Sơn, khu vực Quảng Ninh, tình trạng tạnh giáo không mưa ban ngày trời nắng sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong nhiều ngày tới, khả năng duy trì đến hết ngày mùng 8. Sang đến ngày mùng 9, khả năng khu vực này sẽ bước vào đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa và mưa to, mưa tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ duy trì đến hết ngày mùng 9. Từ ngày mùng 10 trở đi, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ, nhưng ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm tiếp từ 1 đến 2 độ. Chuyển đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đối với các khu vực phía Bắc từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong chiều tối và đêm nay khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Mưa có xuống gia tăng ở khu vực này trong sáng và trưa mai và sẽ duy trì về sáng và trưa ngày mùng 6. Sang đến ngày mùng 7, mưa có xuống giảm ở khu vực này. Về trưa trời có những khoảng nắng đan xen trong ngày mùng 8. Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm ngày mùng 9, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, có nơi từ 32 đến 33 độ, về đêm từ 24 đến 27 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với các khu vực phía Nam từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế. Trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong đêm ngày hôm nay và sẽ tiếp tục gia tăng ở khu vực này trong chiều và chiều tối ngày mai. Tình trạng mưa này có khả năng sẽ duy trì trong ngày mùng 6 và ngày mùng 7. Ngày mùng 8 và ngày mùng 9, mưa chỉ xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về chiều tối. Ban ngày trời có nắng đan xen, có nơi trời nắng. Tuy nhiên thì từ chiều tối ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đợt mưa này có khả năng còn duy trì nhiều ngày sau đó, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ. Về đêm từ 26 đến 28 độ duy trì đến ngày 13. Đối với các khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Trong chiều tối và đêm nay, khu vực này có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong chiều tối và đêm ngày mai. Về sáng trời nhiều mây, về trưa trời hửng nắng, có nơi trời nắng sẽ là thời tiết chủ đạo của khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa vẫn xuất hiện dưới diện rải rác một vài nơi về chiều tối ở khu vực này. Từ chiều tối ngày 11, khả năng mưa sẽ tiếp tục gia tăng ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì một vài ngày sau đó, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực Bình Định và Phú Yên, trong chiều tối và tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều tối và đêm này sẽ còn duy trì trong ngày mai. Từ ngày mùng 6 thì mưa có xuống giảm ở khu vực này. Về sáng trời nhiều mây, về trưa trời có những khoảng nắng đan xen, có nơi trời nắng sẽ là thời tiết chủ đạo về ban ngày ở khu vực này trong nhiều ngày tới. Khả năng từ chiều tối ngày mùng 10 mưa sẽ tiếp tục gia tăng ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa và mưa to, mưa tập trung về chiều tối và đêm, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 30 đến 32 độ, có nơi từ 33 đến 34 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ. Đối với các khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to đến rất to ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì trong ngày mai và sẽ còn duy trì trong nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa sẽ giảm mạnh về diện cũng như là về lượng. Về sáng trời nhiều mây, về trưa trời có những khoảng nắng đan xen, có nơi trời nắng sẽ là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này trong nhiều ngày tới. Mưa có xuống gia tăng trở lại ở khu vực này từ chiều tối ngày mùng 10, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên thì đến ngày 12 khả năng mưa sẽ giảm ở khu vực này, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ. Về đêm từ 24 đến 26 độ duy trì đến ngày 13, nhưng ngày có mưa lớn nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ.
Chuyển đến thời tiết khu vực Tây Nguyên. Trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng mưa này sẽ còn duy trì đến ngày mùng 6. Từ ngày mùng 7 thì mưa có xuống giảm ở khu vực này. Từ chiều tối ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với thời tiết các khu vực thuộc Nam Tây Nguyên, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó, tuy nhiên thì mưa sẽ giảm về diện cũng như là về lượng. Từ chiều tối ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Mưa sẽ thường diễn ra về chiều và chiều tối. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 27 đến 29 độ, có nơi từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 23 đến 25 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 4 đến 5 độ. Chuyển đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tình trạng này sẽ còn lặp lại về chiều và chiều tối ngày mai, tuy nhiên thì mưa sẽ giảm về diện cũng như là về lượng. Về sáng trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng đan xen sẽ là thời tiết chủ đạo về ban ngày của khu vực này trong nhiều ngày tới. Từ chiều và chiều tối ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước vào đợt mưa mới, cục bộ có mưa to đến rất to. Đợt mưa này có khả năng sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, có nơi từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Tiền Giang, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại nhiều ngày sau đó. Về ban ngày thì khu vực này trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng đan xen sẽ là thời tiết chủ đạo trong nhiều ngày tới. Tuy nhiên thì từ chiều tối ngày mùng 10, khả năng khu vực này sẽ tiếp tục bước một đợt mưa mới, cục bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa tập trung về chiều và chiều tối, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Đợt mưa này sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 29 đến 31 độ, có nơi từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 25 đến 27 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 1 đến 2 độ. Đối với các khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, trong chiều tối và tối nay khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì trong ngày hôm nay và ngày mai. Từ ngày mùng 6 thì ban ngày trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng đan xen, mưa chỉ xuất hiện về chiều dưới diện rải rác, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Từ sáng ngày mùng 10 thì khả năng khu vực này sẽ tiếp tục gia tăng về mưa, cục bộ có mưa vừa và mưa to. Tuy nhiên sang đến ngày 12 mưa giảm. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 26 đến 28 độ, duy trì đến ngày 13. Đối với các khu vực Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng, trong chiều và chiều tối ngày hôm nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to ở một vài nơi. Tình trạng mưa về chiều và chiều tối này sẽ còn duy trì và lặp lại nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên thì mưa sẽ giảm về diện cũng như là về lượng. Sáng sớm trời nhiều mây, về trưa có những khoảng nắng đan xen sát là thời tiết chủ đạo ban ngày của khu vực này trong nhiều ngày tới. Từ chiều tối ngày mùng 8 khả năng mưa sẽ tiếp tục gia tăng về diện cũng như là về lượng ở khu vực này, cục bộ có mưa to đến rất to. Mưa sẽ thường tập trung về chiều và chiều tối, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Đợt mưa lớn này có khả năng sẽ duy trì đến hết ngày 11. Dự báo với hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, có nơi từ 31 đến 32 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 2 đến 3 độ. Đối với các khu vực Cần Thơ, An Giang và Đồng Tháp, trong chiều và chiều tối nay khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to ở một vài nơi. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại trong ngày mai. Từ ngày mùng 6 mưa có xuống giảm, về trưa có những khoảng nắng đan xen. Chiều tối mưa vẫn xuất hiện rải rác ở khu vực này, cục bộ có mưa vừa ở một vài nơi. Tình trạng thời tiết này sẽ còn duy trì nhiều ngày sau đó. Từ chiều và chiều tối ngày mùng 8 khả năng mưa sẽ tiếp tục gia tăng ở khu vực này. Cao điểm của đợt mưa này là ngày mùng 10 và ngày 11, đề phòng dông gió giật mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, có nơi từ 30 đến 31 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ, duy trì đến ngày 13.
Đối với khu vực Cà Mau và Kiên Giang, trong chiều và chiều tối nay, khu vực này có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tình trạng này sẽ còn duy trì và lặp lại nhiều ngày sau đó. Tuy nhiên, mưa sẽ giảm về diện cũng như là về lượng. Sang đến ngày mùng 10, mưa có khả năng sẽ tiếp tục gia tăng ở khu vực này, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 12, mưa có xuống giảm ở khu vực này, đề phòng dông gió rất mạnh đi kèm trong cơn mưa ở giai đoạn này. Dự báo về hạn dài nhiệt độ khu vực này, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 28 đến 30 độ, về đêm từ 24 đến 26 độ duy trì đến ngày 13. Những ngày có mưa lớn, nhiệt độ ban ngày có xuống giảm từ 3 đến 4 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.